Ok quý, cần sao sao lại để thả vào trong đấy? Bé ơi, đây là đồ bơi, chứ không phải đây là đồ mặc bình thường. Thế không? Thế mà em muốn làm thế á? Chắc là mình làm có thể cắt hết rồi, còn lại một dài. Anh Nam bảo là anh Nam xuống đứng mặc cùng quý này. Hả? Xin mời anh Nam. Thôi rồi, đứng mặc có gì đâu, mà đổ nhan cho vui này. Quý nữa. Gì, bỏ nhan nhỉ? Nào, 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, uống. Uống bao nhiêu? Uống nửa ly. Uống nửa ly. Không, không, không uống nửa ly, uống là uống hết. Công nhận, gì nó cũng nhận trả lời chuẩn xác được. Cái này hôm nay là nấu đâu có ngay cái này tính đúng hả bác? Tính ngon đúng không bác? Để là ăn không mấy thôi em. Quý ơi, lấy tôm hùm để... Ôi, mẹ mẹ, Quý Nương trả lời con là ơi mẹ ạ. Mẹ thấy chưa? Chưa lúc nào con nói ơi xong chính bảo rằng là bố mẹ con Linh nó bảo con là ơi. Không biết là Quý. Ôi là hay ạ.